quý vị quay trở lại chương trình. Phần thi thứ nhất, luật của chúng ta như sau. Xin mời. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được một điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Bây giờ là lúc chúng ta cùng đi tìm ai là người chơi đầu tiên. Xin mời. Thảo Ngân. Dạ vâng ạ. Ừ, cái này, cái phần mềm này AI này là nó không nhắm người đâu nhá. Nó cũng vô tình rồi đấy. Dạ không sao ạ. Chơi trước thì hồi hộp trước, mà chơi sau thì mình lại hồi hộp sau ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Nào, Thảo Ngân, bạn sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Một tràng vỗ tay để 90 giây bắt đầu. Sắp xếp từ ố tờ lờ áp. Ốp lát. Gì ạ? Ốp lát. Đáp án chính xác. Hai. Cái thứ hai rất đúng. Tiếp tục. Hai. Một hay hai? Hai. Hai, đáp án chính xác, rung rinh. Còn đây, hãy hoàn thiện cụm từ sau. Cầu thăng bằng. Đáp án hoàn toàn đúng. Sắp xếp từ Thuận Mỹ. Thuận Mỹ. Chưa chính xác. Mỹ Thuận. Mỹ Thuận, đáp án đúng. Mời bạn tiếp theo. Cầu đôi, đôi. Mà tháp cũng đôi. Đồi. Bồi. Chưa chính xác. Bỏ qua. Tiếp. Đó là rời. Rút ván. Đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Cầu sông Cái dần dần xuất hiện với những một khung. Hoàn toàn đúng. Sapa, thác Bạc, cầu dây, cầu mây. Cầu mây, đáp án chính xác. Đây là gì? Ý nói đến nơi ở, nơi sinh sống. Ngư cụ. Cư ngụ. Chưa chính xác. Bỏ qua. Bỏ qua, nó là ngụ cư. Tiếp theo nào. Câu thứ 11. Đây là gì? Một cách nói khi mà phụ nữ đến kỳ sinh nở. Vượt cạn. Đáp án đúng. Tìm một tính từ có vần yêu. Siêu. Siêu, đáp án đúng. Hết giờ. Em đừng viết nữa. Dạ vâng ạ. Trước tiên là chúc mừng Thảo Ngân, phần thi rất là xuất sắc, trả lời được rất nhiều câu hỏi. Trong cái loạt vừa rồi thì chỉ có một cái câu ca dao là Thảo Ngân chưa tìm được cái từ đúng để điền vào thôi. Cầu đôi mà tháp cũng đôi, dễ chi nhân nghĩa mà rời được sao? Thì cái từ mà cần điền vào đây là từ rời. Thì cầu đôi tháp đôi đấy là hai cái địa danh khá nổi tiếng ở Quy Nhơn, Bình Định. Trong ca dao thì các cụ ta thường rất là hay ví von, so sánh. Thì qua cái việc nói đến cầu đến tháp nhưng mà cũng để nói đến cái tình cảm của con người. Dạ dạ vâng ạ. Chúc mừng em. Đấy, cầu đôi mà tháp cũng đôi, dễ chi nhân nghĩa mà rời được sao. Người chơi đang có 10 điểm thưa quý vị. Bây giờ sẽ là người chơi tiếp theo. Xin mời. Bạn Trà My. Dạ. 10 điểm là cái mốc điểm quan trọng. Dạ. Nếu bạn muốn chắc chắn thì bạn phải trả lời được 11 điểm. Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Thưa quý vị, người chơi đã sẵn sàng và bây giờ 90 giây bắt đầu. Xin mời. Hãy viết lại cho chính xác từ thang cuốn. Đáp án đúng. Sắp xếp từ C-A-U-N của quy a p g. Bỏ qua. Bỏ qua, đó là cáp quang. Tiếp tục. Thứ nhất. Tải trọng hay tải trọng? Thứ nhất, đáp án đúng. Ví dầu, cầu ván đóng đinh. Cầu tre. Gì ạ? Cầu tre. Đáp án hoàn toàn chính xác. Chẳng chị đã chẳng chị. Gì ạ? Thứ hai đúng rồi. Tiếp theo nào. Ai ơi chẳng nghĩ trước sau, đất liền cũng lở huống cầu. Bỏ qua. Đó là bắc ngang. Tiếp theo. Chừng nào cầu sắt chấm chấm chấm, sông dài còn lấp cạn, anh sai lời nguyền.
Bỏ qua ạ. Đó là gãy hai, bạn cẩn thận không có còn gì để bỏ nha, hãy hoàn thiện cụm từ sau. Cầu bơi cầu bất ạ. Đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Chỉ một chốc, tiếng gáy ư hừ như kéo đàn của lão gắn cùng nhịp thở đều đều của thằng lọ đã trỗi dậy. Hai ạ. Đáp án chính xác. Hiền lương ạ. Gì ạ? Hiền lương ạ. Hiền lương. Đáp án đúng. Cầu tiếp giấy theo ạ. Nào? Gì ạ? Cầu giấy ạ. Câu này dễ, vỗ tay đi nào. Còn đây. Còn đây. À... 8 7 Bỏ qua. Bỏ qua, bạn bị hết thời gian. Và bạn đã ghi được 8 điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng lựa chọn người chơi. Chỉ còn Vũ Công Thành và anh Lê Phan Minh Chiết. Công Thành. Mới chỉ là chọn chơi thôi mà, tại sao lại căng thẳng thế? Trong suốt cái nhịp nhạc vừa rồi tôi thấy bốn người ngồi im. Và hay nhất là tôi đọc được suy nghĩ của bạn Công Thành. Bạn ấy vừa ngồi im này, bạn vừa lẩm nhẩm không ra tiếng nhưng mà không phải là mình, không phải là mình, không phải là mình. Không phải là mình, có đúng không, đúng không? Thành công nhận không? À đúng không? Thế còn anh Minh Chiết thì với bản lĩnh của một người từng trải hơn cũng hồi hộp và trong đầu cũng bảo thế nào cũng được, thế nào cũng được. Nào, Công Thành, sẵn sàng chưa nào? Cho cháu lau kính này. Ừ, lau kính nhìn đi. Nhìn cho rõ. Đúng rồi, lau kính đi. Trông cháu đẹp trai chưa chú? Ngon. Được. Cháu cũng thấy lau kính vào nữa, rồi. Rõ chưa? Cho cháu xin ngụm nước nữa. Được, có nước. Đấy, phức tạp thế. Cháu làm hơi hết chai luôn đi cũng được. Cháu cảm ơn. Có cần phải chải đầu cho đẹp ra hay không? Chú thấy đẹp mà cháu... Chuẩn bị rất là phức tạp. Và bây giờ, một tràng vỗ tay để 90 giây bắt đầu. Xin mời. Không cầu mà được chấm 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 mà nên. Không thích. Chưa chính xác. Bỏ qua. Không ước. Túc cầu. Túc cầu. Đáp án chính xác. Một hiện tượng. Ngưng tụ. Đáp án đúng. Tiếp theo nào. Thứ hai. Từ thứ hai. Từ thứ hai. Chưa chính xác. Từ thứ hai ạ. Từ thứ hai. Từ thứ hai. Đáp án đúng. Giao hữu. Đọc lên nha. Hoàn thiện cụm từ sau. Đây là một chương trình. Trò chơi liên tỉnh. Trò chơi liên tỉnh. Đáp án đúng. Sen. Thì một động từ có phần en. Sen xì. Chính xác. Tiếp tục. Câu chi. Câu chi. Đáp án đúng. Tiếp tục nào. Thiết diện. Chưa chính xác. Tiết diện. Tiết diện. Đáp án đúng. Viết lại cho chính xác từ sau. Ui run tay quá. Chính xác. Tiếp theo. Bước lên chấm 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 cong vòng. Thấy em ở bạc trong lòng hết thương. Bỏ qua. Đó là cầu ván. Điền vào chỗ trống. Sông sâu nước chảy chấm chấm chấm. Dầu anh có phụ. Còn nhiều nơi thương. Còn 15 giây nhá. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Ngập kiều. Tiếp theo. Một. Có bao nhiêu? Một, một. Một. Đáp án chính xác. Hết giờ. Bạn có vừa lòng với phần thi của mình không? Cháu thấy cháu hơi chậm. Thế là nhanh lắm rồi đấy. Vâng, cảm ơn. Và bạn đã trả lời được 9 câu. Chúc mừng. Anh Minh Chiết, năm nay anh 50 tuổi, anh từ Huế ra. Anh là người thi cuối cùng. Và mốc thì anh cũng biết rồi, chúng ta có 8, 9, 10. Anh cố gắng lên nhé. Anh có muốn phát biểu gì không ạ? Không, mình sẽ cố gắng làm. Anh nói to hơn một chút nhé. Được, ok. Anh nói được, ok, to hơn nữa ra nào. Được, ok. Đấy, đúng rồi. Vâng, dạ. Chuẩn bị, 90 giây bắt đầu. Mời anh. Ai biết uốn câu
ai sau miệng cá. Chưa chính xác. Bỏ qua. Rồi. Cho vừa. Cầu ô gặp lúc Long Vân cá xa mặt biển cận gần. Khó quá, không thể qua. Bỏ qua, đó là chân mây. Mời anh. Vệ tinh. Đáp án đúng, vệ tinh. Còn đây ạ. Bổ câu. Bổ câu rất chính xác. Tiếp theo, hãy hoàn thiện cụm từ sau. Làm cho trở thành rộng lớn. Đây là một khái niệm để phát triển. Toàn cầu hóa. Đáp án đúng. Tiếp theo nào, cố gắng có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu. Mời anh. Hai chính xác. Tiếp tục. Cầu ông mưa thuận chấm chấm chấm. Gió hòa. Gì ạ? Gió hòa. Hoàn toàn đúng. Số 1 treo leo. Đáp án chính xác. Số 2 dập dành. Đáp án đúng. Hãy viết lại cho chính xác từ sau. Choang choang ấy. Choang choang. Choang choang ở choang choang. Hết giờ. Câu cuối của anh được chấp nhận anh ạ. Cái lúc trước khi anh thi em lại em nói là câu anh cố gắng lên. Thành ra nó xong mọi người lại cùng cười cứ như kiểu là thế nào đấy. Em xin lỗi anh nhá. Thế bây giờ chúng ta cùng xem số điểm xem tình hình nó thế nào. Thưa quý vị, bạn Vũ Công Thành 9 điểm. Bạn Thảo Ngân là 10 điểm. Bạn Trà My 8 điểm và anh Minh Chiết 8 điểm. Thưa quý vị. Bây giờ sẽ hát bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Tôi mong rằng hai người chơi thật tập trung. Phần thi đấu loại trực tiếp bắt đầu. Sắp xếp từ, mời bạn. Xin mời tiếp tục. Có cơ hội giống nhau, tay để vào chuông. Đây là gì? C E H E P I U. Mời bạn. Cấp hiệu ạ. Cấp hiệu. Đáp án chính xác thưa quý vị. Chúc mừng bạn Trà My và đồng nghĩa với việc là chia buồn với anh Minh Chiết. Cảm ơn anh. Anh đã đến với chương trình và gửi tới chương trình một cái phong cách thi rất là điềm đạm và một ca khúc rất là tuyệt vời. Xin chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.